Rồi kênh Đào Thủy chào các bạn nha. Hôm nay mình quay mấy con vẹt ngực hồng đột biến cho các bạn xem. Đó, đây là cái con vẹt ngực hồng đột biến cho các bạn. Rồi để mình quay con vẹt bình thường cho các bạn xem, để một số các bạn mà chưa biết về vẹt ngực hồng các bạn sẽ so sánh nha. Và đây là con đột biến này. Rồi đây là cái con vẹt ngực hồng bình thường nha các bạn. Đó, đây là cái con ngực hồng một năm này. Đó, cái lông nó xanh như thế này nha các bạn. Đó, lông nó xanh như thế này. Rồi mỏ này, ngực này, đó, các bạn thấy ngực hồng không? Đó, rồi đây là con vẹt ngực hồng một năm. Rồi mình quay các bạn xem con ngực hồng khác tiếp. Rồi đây cũng là cái con ngực hồng mà đột biến lông nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem này. Đây con này cũng là đột biến lông luôn. Đó, con số 2 đột biến lông ở nhà mình nha các bạn. Đó, lông rất là đẹp, nhìn rất là khác nó những cái con vẹt bình thường nha các bạn. Đó, con này đột biến nó chưa rõ lắm nhưng mà mình hy vọng là sang năm nó thay lông nó sẽ ra cái màu rất là đẹp nha các bạn. Rồi còn cái con này cũng là ngực hồng bình thường. Đó, bình thường. Rồi như vậy mình quay cho các bạn xem một số cái con ngực hồng á. À mình vô mình quay cho các bạn con vẹt ngực hồng trống mà nó ra mỏ đỏ luôn nha. Rồi đây là cái con ngực hồng bình thường nha các bạn. Đó, cái con này là con nuôi một năm nha các bạn, nhưng mà mỏ nó ra đỏ rồi. Đây là con đực ngay. Đó, đây là con ngực hồng mình bình thường. Đó, còn bên kia là con ngực hồng đột biến đó. Đó, mình sẽ đem gần lại cho các bạn xem để các bạn so sánh nghe. Đó, các bạn so sánh hai cái màu lông đi. Đó, nhìn rất là khác nha các bạn. Ở đây nó độc là bởi vì nó rất là lạ nha các bạn. Cái này ngàn năm có một đó chứ không phải là trăm năm đâu nghe. Bởi vì xưa giờ là mình thấy hàng ngàn con vẹt rồi, ngực hồng rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy một cái con như thế này. Còn cái loại đột biến mà lông vàng thì nó đẹp hơn, nhưng mà nhìn nhưng mà nó lại rất nhiều nha các bạn, dễ kiếm, cho nên là cái con màu xanh lam này là cực kỳ là đặc biệt luôn nha các bạn. Đó, đó, bà con ngực hồng của mình đây. Đó, ba con ba màu lông nha các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Các bạn xem đây nghe. Đó, cái con đột biến lông mà nuôi từ nhỏ lên này này thì bữa nào nó sẽ thay lông á, nó sẽ mình hy vọng là nó sẽ ra cái màu đẹp hơn nữa nha các bạn. Còn cái con màu xanh lam thì rất đặc biệt quá đi. Đó, đối với cái dòng chim vẹt đột biến nói riêng á, và cái dòng chim mà đột biến nói chung á, thì mình thấy có cái dòng trầu màu đó thì nó là làm mưa làm gió ở trên cái thị trường là lâu rồi. Còn cái dòng vẹt á, thì người ta chỉ chơi rổ rộ khoảng 2-3 năm trở lại đây thôi nha các bạn. Và đặc biệt là một số cái giới mà săn lùng chim quý, chim đẹp á, thì người ta có cái bộ sưu tầm mà rất là kinh khủng. Thì có mấy anh em ở Đà Nẵng á, rồi Hà Nội với là Thành phố Hồ Chí Minh á, thì có liên hệ với mình á để mà mua cái con vẹt màu xanh lam đó. Và mỗi anh em là có mỗi cái giá khác nhau. Có nhiều anh em là khẳng định là cái con này đột biến chắc chắn rồi và rất là muốn mua nha các bạn. Mình có đăng lên hội vẹt ngực hồng ngày hôm qua đó, bởi vì lúc hàng chưa về đó, người ta mới gửi hình qua cho mình thôi đó. Thì một số anh chị em bảo hàng nhuộm á, thì mình cũng đâu có khẳng định được là chắc chắn hay không đâu, cho nên là mình cũng không biết nói sao hết. Nhưng mà đã được thẩm định nha các bạn, và không khéo là một vài ngày nữa là em sẽ đến tay của đại gia nha. Mà không biết là đại gia Việt Nam hay là đại gia Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc nha các bạn. Rồi hôm nay mình quay cho các bạn xem cái vẻ đẹp của nó như vậy thôi.